Tại tỉnh Bình Dương, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho hay đang phối hợp cùng công an một số địa phương truy bắt thủ phạm gây ra hàng loạt vụ tháo trộm bộ phận của máy X-quang tại các trung tâm y tế. Mặc dù đây là phần nhỏ gọn nhưng quan trọng và đắt tiền nhất của chiếc máy X-quang. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 25 tháng 4, một đối tượng nam lợi dụng giờ nghỉ, nhân viên phòng X-quang của trung tâm y tế thành phố Dĩ An ngủ trưa nên lẻn vào phòng, tháo lấy bộ phận nhận ảnh X-quang trị giá hàng trăm triệu đồng rồi rời đi. Trong khi vụ việc đang được điều tra thì tiếp tục vào trưa ngày 30 tháng 4, tại trung tâm y tế thành phố Thuận An cũng bị trộm với thủ đoạn tương tự. Theo đó, khoảng 12 giờ 34 phút, một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi xanh, quần tây đen đi vào trung tâm y tế, sau đó lẻn vào phòng chụp X-quang. Tới 12 giờ 40 phút thì rời đi với tấm ảnh X-quang trên tay. Toàn bộ quá trình vào hiện trường, tháo lắp máy rồi rời đi chỉ trong 6 phút. Công an nhận định khả năng các vụ trộm đều do một người thực hiện. Đây là tên trộm chuyên nghiệp, có nghề trong lĩnh vực y tế nên mới biết cách tháo lắp máy và biết đâu là bộ phận quan trọng nhất, đắt tiền nhất.